chào mừng cả nhà YouTube nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Máy Hàng Kobe của em Hường ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên em cũng xin chúc cả nhà có một buổi tối nè, xem video thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha. Hôm nay em Hường sẽ lên video này là em Hường sẽ big sale những cái mẫu máy với mức giá cực kỳ là ok cho cả nhà mình luôn nha. Và cả nhà mình đừng quên, đừng có bỏ qua cái clip này nha. Cả nhà có thể theo dõi hết cái clip để ủng hộ cho em nha. Đây, em sẽ sale tất cả những dòng máy ở trên bàn này. Rồi ví dụ như mà trường hợp mà cả nhà mình nó sẽ có những cái mẫu máy mà tùy theo cái nhu cầu, cả nhà mình có thể lựa chọn một cái mẫu máy ok cho mình xài nha. Rồi đầu tiên nếu mà nói về máy hàng que thì hiện tại thì em đang sale hai mẫu máy hàng que này. Trường hợp đầu tiên nếu mà cả nhà mình xài gia đình hoặc là mấy anh hàng thợ quảng cáo mà sử dụng dòng máy mini nhỏ gọn á, thì cả nhà mình xài cho em chiếc máy hàng que mini này nha. Bộ này là 990.000 thôi, là em bao ship tới nơi, bảo hành 1 năm, phụ kiện kèm theo là cho cả nhà mình luôn sợi dây kiềm kèm mát là đầy đủ luôn ha. Rồi, còn nếu như mà cả nhà mình đi công trình, nhiều khi mấy anh đi công trình mà nói chung hàng mức độ là liên tục, que 2 ly rưỡi cả ngày, 3 ly 2 kéo liên tục nửa bó, cả nhà mình sử dụng cho em cái phiên bản của Kobe nha cả nhà nha. Phiên bản này là dòng Kobe X Super 220, mẫu này mà được cả nhà mình tin dùng rất là nhiều. Và hiện tại em sale mức giá cực kỳ là mềm luôn. Nếu như mà anh nào đặt hàng trước thì hiện tại em còn được 1, 2, 3 ba máy nguyên đai ở trong thùng nha cả nhà nha. Thì khi đó nếu mà cả nhà mình đặt hàng thì em sẽ ưu tiên lấy đặt hàng trước, hoặc là những anh ở tỉnh xa thì em sẽ ưu tiên lấy máy mới nguyên đai trong thùng em đóng cho cả nhà mình luôn nha. Thì cái này máy mới nguyên đai thì thường nó sẽ có đầy đủ phụ kiện hết, và bao gồm mà sợi dây kìm hàng nè, kẹp mắt nè, rồi búa trà sĩ nè, và đặc biệt là em Hường sẽ có cái máy hàng que nguyên đai thì nó sẽ bao gồm sợi dây kìm nè cả nhà, kìm hàng nha, một sợi dây kẹp mát, kìm là dài 3 mét, kẹp mát là 1,5 mét nha cả nhà. Rồi cái mo hàng cầm tay là cái giống như thế này nè cả nhà, mo hàng cầm tay và cái búa trà sĩ nha. Và đặc biệt nếu mà anh nào chia sẻ video, đăng ký kênh và comment ở dưới bài viết này 1 chấm giùm em cũng được, thì em sẽ tặng luôn cho cả nhà mình kính điện tử nha cả nhà nha. Đó là em sẽ tặng luôn kính điện tử, em không có tặng kính thường cả nhà ha. Rồi và bây giờ em sẽ test thử cái mẫu này, và chút xíu nữa em sẽ báo giá một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn cho cả nhà mình luôn nha. Rồi đây là dòng phiên bản để em quay kỹ hơn cái máy này nha cả nhà. Nếu mà anh nào đặt hàng trước em sẽ ưu tiên lấy máy mới nguyên đai luôn. Còn cái máy này là ở bên ngoài em sẽ giới thiệu sơ cho cả nhà mình ha. Rồi dòng này là dòng gọi là được bán chạy nhất trong cái thời gian mà tầm khoảng cuối tháng 9. Nói chung là tầm khoảng tháng 9, tháng 10 là dòng này là bán chạy nhất nha cả nhà. Bán rất là nhiều. Cái lô hàng này bán cực kỳ là nhiều luôn. Tại vì phiên bản X220 mấy anh xài cực kỳ bền luôn. Nó sẽ có 4 cái ốp nè cả nhà, bảo vệ máy cực kỳ chắc chắn cho cả nhà mình luôn. Super 220 nè. Đó, có tay cầm nhôm chắc chắn, cực kỳ chắc chắn cho cả nhà mình. Hàng quảng cáo, hàng trên cao á, thì em cũng sẽ đo kích thước của máy nha cả nhà. Chiều dài này cả nhà, chiều dài là được 27 nha cả nhà nha. Chiều dài là 27 ha. Đây nè, chiều dài là 27 nè. Đó, chiều cao nè, chiều cao là được nếu mà tới mép á nha cả nhà, tới mép phải tầm khoảng 10-17 nha. Đó ha, 17. Chiều rộng nè, chiều rộng là tầm khoảng 12-11.5 nha cả nhà nha. Đó, và mẫu này thì mấy anh đi công trình là cực kỳ là gọn luôn. Nói chung là hàng rất là khỏe. Và bây giờ cả nhà mình cùng em test thử cái độ mạnh, cái độ khỏe của cái mẫu này, xem thử có ok hay không nha cả nhà. Rồi, em sẽ bật máy lên ha. Kẹp mát á, thì khi mà hàng que á, thì kẹp mát á, thì cả nhà mình gắn cái cọc nào cũng được hết nha cả nhà. Còn cọc còn lại thì mình sẽ gắn kìm hàng ha. Đây là mặt trước của máy này cả nhà. Cái nướng này nè,
cái nút này là cái nút điều chỉnh cái ampere ở nó thể hiện ở trên đồng hồ này, thì khi mà cả nhà mình cứ tăng giảm tùy theo sắc dày mỏng ha, tăng cùng chiều kim đồng hồ là hàng sắc dày, còn giảm ngược chiều kim đồng hồ mình hàng sắc mỏng nha cả nhà. Dòng mới tới 220 ampere lận, cho nên cả nhà mình đi công trình là siêu khỏe. Với lại hàng Kobe nó sẽ có cái tem chống giả luôn nha cả nhà nha. Tem chống giả là tem bảo hành điện tử của hãng luôn. Thì mẫu này mình bảo hành lên đến 2 năm, cho nên cả nhà mình yên tâm sử dụng nha. Rồi, đầu tiên là để và đầu tiên thì đầu tiên trước khi hàng thì em Hường sẽ thử sức nè. Mình sẽ chập đỏ một cây que xem thử là sau khi em Hường chập đỏ que thì liệu máy có hoạt động hay không nha cả nhà. Đây, cả nhà mình chờ chút xíu ha. Thì chút xíu nữa là que hàng sẽ bốc khói lên từ từ luôn cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy không? Đó, em Hường vẫn để tay vẫn ôm bình thường nha. Nói chung là nó chống giật cho cả nhà mình luôn. Thì mẫu này thì cả nhà mình xài công trình, nhiều khi mấy anh ghép ở trên mái mà tiếp xúc với lại sắt đồ này kia thì cả nhà mình không có sợ giật nha cả nhà. Nói chung khá là ok ha, chống giật luôn cả nhà nha. Đây, cả nhà mình nhìn que hàng nè, nó đang bốc khói từ từ cả nhà, nó đang đỏ từ từ lên thì cả nhà thấy không? Wow, đối với những dòng khép mà em Hường ôm như thế này nè, wow, cả nhà mình thấy không? Đối với những dòng khép mà chập đỏ que mà em Hường để tay thế này là em không dám, tại sợ nó sẽ nổ cả nhà. Nếu mà đúng là máy không chất lượng thì thật sự nó sẽ nổ ngay, nhưng mà siêu phẩm ít cua 220 của hãng Kobe thì cả nhà mình xài cực kỳ là ok luôn ha. Hôm nay em Hường xả với một mức giá cực kỳ là rẻ luôn nha cả nhà, rất là rẻ ha. Rồi, bây giờ em sẽ test chất lượng của máy đây. Đây là que 2 ly rưỡi nha cả nhà. Que này là que 3 ly 2 nè, còn cái cây que to nhất là cây que 4 ly nha. Và bây giờ em sẽ test trên cái cây que 4 ly nha cả nhà nha. Hàng thử xem thử sau khi chập đảo que liệu là máy nó hoàn khỏe hay không nha cả nhà. Đây, rồi khi đi là em có tặng kính luôn, cho nên là cả nhà mình yên tâm xài ha. Đó, cả nhà mình thấy không, mình kéo cây que 4 ly và thật sự là nó bắt mát là cực kỳ là ngọt luôn đó nha cả nhà. Nói chung là mình chống tới đâu là nó ăn mát tới đó luôn ha. Kéo que 4 ly này cả nhà mình thấy không, kéo liên tục que 4 ly mà không có khác nha cả nhà. Wow, rồi cả nhà mình thấy chưa, kéo que liên tục que 4 ly luôn á. Em hàng thêm đường bên đây nữa ha. Đó, cả nhà mình thấy không, thật sự nó rất là khỏe nha cả nhà, siêu khỏe luôn. Đây cả nhà nha, wow, nói chung là em Hường không có thấy đường hàng, nhưng mà nói chung là hàng nó khá là ok, độ ngấu cực kỳ là cao nha cả nhà. Đây, mối hàng nè cả nhà mình thấy không, mối hàng thực sự nó rất là sáng nha cả nhà nha, cực kỳ sáng luôn ha. Nói chung là khá là ok khi mình hàng trên sắt dày. Bây giờ em thử hàng đối đầu trên hai miếng sắt hộp nha. Hai miếng sắt này tầm khoảng 2 ly để xem thấy như thế nào nha cả nhà. Rồi, chờ em xíu ha. Cái kìm này nó không có được chắc này, nó bị tuôn ren ở trong đây nè. Rồi, ok, bây giờ em sẽ hàn thử. Cả nhà mình cùng em kiểm tra mối hàng này. Cái này là do
em hàng đối đầu trên hai miếng sắt hộp nha, nha nhầm em trên hai miếng sắt tà 2 ly nha cả nhà. Thì sắt 2 ly á thì nó hàng đối đầu thì nó cũng hơi mỏng nha cả nhà nha. Và cả nhà mình xem mỗi hàng nè. Nói chung là cả nhà mình thấy ok không? Dạ. Dân tay rồi ha. Cái độ ngấu nó cực kỳ là cao nha cả nhà nha. Đó hồi nãy cho em chấm là chấm trên que 4 ly đó. Tại vì cái đường hàng que của em hàng không biết hàng cho nên nó hơi lủng củng một xíu nha cả nhà. Nhưng em chỉ test cái độ ngày cho cả nhà mình xem thôi. Mẫu này là mình cả nhà mình đi công trình là cực kỳ khỏe luôn nha. Nói chung là hàng siêu khỏe. Hồi nãy giờ em đang test chất lượng của máy trên cái que hàng 4 ly. Và cái bộ này nè cả nhà, lúc trước á, thì giá nó tầm khoảng 1.700.000 và chương trình sale thấp nhất của công ty là còn 1.450.000. Nhưng hôm nay em Hường sẽ giảm thêm 150.000 nữa là chỉ còn 1.300.000 thôi. Mình hàng là gọi phải nói là siêu khỏe luôn nha cả nhà nha. Hồi nãy giờ em test trên que 4 ly đó, cả nhà mình thấy cái độ bắt mắt, cái độ nhạy của máy cực kỳ là ok ha. Và đặc biệt là em sẽ tặng luôn kính điện tử nè. Bình thường bảo hành 6 tháng thì hôm nay em Hường sẽ tặng luôn bảo hành 18 tháng. Thì hôm nay em Hường sẽ tặng luôn cái thời gian bảo hành thêm 6 tháng nữa. Là tổng cái model này cả nhà mình sẽ được bảo hành tới 2 năm nha cả nhà nha. Tới 2 năm 1.300.000 là em bao ship tới nơi nha cả nhà. Nha tới nơi thì cả nhà mình test thử máy thoải mái nha. Ok thì mới thanh toán chứ không có cần cọc gì cho em Hường hết nha cả nhà. Đó là dòng máy hàng que X220 của hãng Kobea. Rồi, anh nào mà đặt hàng trước thì em sẽ ưu tiên lấy máy mới nguyên đai nguyên kiện trong thùng em đóng tới cả nhà mình nha. Và em sẽ ưu tiên khách hàng ở tỉnh xa. 1.300.000 là bao ship nha cả nhà, tặng luôn kính điện tử ha. Rồi, và hôm nay thì ngoài cái máy hàng que thì em cũng có những cái mẫu máy hàng mic mà em đang sale với mức giá cực kỳ là ok luôn nha cả nhà. Đây là nếu mà cả nhà mình xài gia đình có thể xài cái máy hàng mic màu tím này. Cái này là máy chuyên về xài gia đình nha cả nhà. Chỉ có xài gia đình được thôi và cả nhà mình không có xài công trình nha. Em lưu chú chỉ em lưu một cái phần lưu ý nhỏ nha cả nhà. Đây máy này ha. Mặt trước của máy này cả nhà. Cái này nó sẽ có ba cọc, cái cọc này cả nhà mình sẽ gắn xuống mic, cái cọc này mình sẽ gắn cái sợi dây kẹp mát, còn cái này là dây kìm hàng que. Thì mẫu này cả nhà mình chỉ xài được trong gia đình, thì giá nó đang sale là 1.600.000 là em bao ship tới nơi nha. Ghi chú giúp em chỉ xài gia đình và bảo hành chỉ có 1 năm thôi nha cả nhà. Còn nếu mà anh nào xài công trình thì xài cho em cái máy hàng mic Fuji của Nhật. Mẫu này thì giá em đang sale cực kỳ là mềm. Cả nhà mình thấy mẫu này nó sẽ có ốp trước nè, ốp sau nè, bảo vệ máy và cách điện cực kỳ chắc chắn. Đó là riêng máy không nặng tầm khoảng 5kg. Thì giá lúc trước là 2.900.000 và hiện tại trong video này em tặng cho cả nhà mình thêm 600.000 nữa là mình giảm giá đi tặng tới 600.000. Thì cả nhà mình sẽ được giảm chỉ còn có 2.300.000 thôi là em bao ship tới nơi nha cả nhà nha. Dòng này là 272F. Là có cái công tắc này, mình bật lên là hàng mic và bật xuống là hàng que, là hai chức năng. Là cả nhà mình vừa hàng mic được vừa hàng que được, bảo hành 2 năm. Và một bộ này sẽ bao gồm cho cả nhà mình là đầy đủ phụ kiện giống như là trên bàn này nha cả nhà nha. Sẽ đầy đủ tất cả phụ kiện cuộn hàng thì em sẽ lắp sẵn vào trong máy cho cả nhà mình luôn. Bảo hành 2 năm, giao tới nơi là cả nhà mình được test thử máy thoải mái nha. Ok thì mới thanh toán nha cả nhà. Rồi. Rồi còn nếu mà anh nào mà đi công trình, nói chung cái thời gian mà cả nhà mình làm việc là 7-8-9 tiếng một ngày thì cả nhà mình xài cho em cái phiên bản đời mới cao cấp của hãng Kobea. Mẫu này thì thiết kế nó nhỏ gọn nhưng mà cả nhà mình đi công trình cực kỳ khỏe nha. Bởi vì lý do vì sao ở dưới này nè cả nhà. Cả khi mà cả nhà mình dưới đích máy nhìn lên thì có thể nhìn thấy là khi mà cả nhà mình nhìn ở phía dưới nhìn lên á thì cả nhà mình có thể thấy trong này nó sẽ có tới hai cục đồng nha cả nhà. Cả nhà mình có thấy được hai cục đồng không ạ? Hai cục đây, hai cục này là quấn bằng đồng nguyên chất 100%, thiết kế nhỏ gọn để nhiều khi mấy anh hàng trên máy tôn thì những cái phiên bản này nó cần phải có một cái độ khỏe cực kỳ là chắc chắn. Và trong video này em Hường sale với một mức giá cực kỳ là mềm cho cả nhà mình luôn nha. Đây cái này nè cả nhà, cái này là em cũng lên video rất là nhiều cho nên hôm nay em sẽ lướt sơ những cái phần mà giới thiệu về máy và em sẽ đi thẳng vào cái vấn đề là em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình lắp máy nha. Và model cả nhà mình ghi chú giúp em model nè, mic 312 Pro nha cả nhà nha. Rồi đầu tiên là cả nhà mình sẽ gạt cái cần này xuống giùm em nè, nhấc cái miếng đen kế bên lên, rồi mình tháo những cái này ra giúp em nha cả nhà. Rồi ok,
cái cuộn hàng nè, khi cả nhà mình tháo ra thì vịn cái gót tay ở dưới cái sợi dây dưới giùm em nha. Mình bấm bỏ giùm em cái đầu dây cong. Rồi sau đó là cả nhà mình sẽ cố định dây vào trục nè. Mình sẽ luồn dây từ khe bên ngoài nha cả nhà, mình luồn qua cái rãnh nha và qua cái khe bên trong nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ cầm cái sợi dây này, cả nhà mình đẩy dây ra ngoài tầm khoảng 5-6 cm giùm em nha. Rồi mình sẽ gạt cái cần này xuống, nhấc cái miếng đen kế bên lên, xiết vô cho em mấy vòng thôi nha cả nhà, đừng có chặt quá nha. Rồi mình sẽ lắp ốp nè, là xo nha, lông đền và cuối cùng là cái khớp nối, cả nhà mình xiết lại giùm em, đừng chặt quá mà cũng đừng lỏng quá nha cả nhà, vừa vừa thôi là ok nha cả nhà nha. Rồi cái sợi dây này nó có dài quá thì cảm thấy nó cong thì cả nhà mình có thể bấm giùm em cái đầu dây cong đi. Rồi sợi dây mít nè cả nhà, sợi dây mít nó sẽ có cái lỗ, cả nhà mình cho nó vô lỗ nè. Rồi cho vô lỗ nha. Rồi sau đó cho vô khớp giùm em Hường, xiết theo chiều kia đồng hồ lại cho nó cứng nha cả nhà. Và cái khớp nối kế bên nó có cái rãnh, cả nhà mình để ý giúp em cho nó vô đúng khớp rồi mình xiết cái này lại ha. Cuối cùng thì cả nhà mình bật cắm điện vô, bật máy lên nha cả nhà, công tắc nằm ở phía sau. Rồi mình sẽ tăng hai cái nút này lên hết cỡ giùm em Hường luôn nha. Và mình sẽ bấm nút này nè, chuyển đổi từng chế độ hàng. Cả nhà mình chuyển sang đèn đầu tiên là hàng mít, bấm cái nữa sang hàng que và chế độ cuối cùng là hàng light tích nha cả nhà. Mình bấm chế độ đầu tiên là hàng mít. Rồi cả nhà mình kéo thẳng sợi dây mít ra giùm em, cái khúc này là càng thẳng là càng tốt nha cả nhà. Rồi ok ha, mình sẽ bóp giữ cò. Cả nhà mình sẽ bóp giữ cò, khi đó cuộn hàng nó sẽ quay nhanh ra ngoài, để khi đó mình sẽ bắt đầu hàng cực kỳ đơn giản luôn nha cả nhà. Nói chung là phiên bản mít cô Be thì cả nhà mình hàng sắc mỏng dày nó đều ok mà không cần tay nghề. Với lại là cho dù là cả nhà mình chưa bao giờ hàng nha, chưa có biết hàng gì hết, mình vẫn có thể tự do hàng thoải mái luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà mình chờ chút xíu nè, tí xíu nữa dây ra ngoài em Hường sẽ hướng dẫn hàng nha. Rồi cả nhà mình đừng quên là đăng ký kênh cho em xin một lượt like, đăng ký và comment dưới bài viết cho em có động lực nha cả nhà. Và bây giờ cả nhà mình cùng em sẽ hàng trên cái đầu tiên, sẽ hàng trên sắt dày thử nha cả nhà nha, xem thử có ok hay không nha. Khi mà hàng trên sắt dày á, thì đầu tiên cả nhà mình sẽ chạm cái chụp khí nè, cả nhà mình chạm cái chụp khí xuống vật liệu hàng, sau đó mình nghiêng một góc 45 độ và cả nhà mình bắt đầu bóp cò và hàng thôi nha. Đó, cực kỳ dễ hàng luôn nha cả nhà, rất là dễ hàng luôn á. Wow, kéo một đường khá là ngọt luôn nha cả nhà. Rồi đây cả nhà mình cùng em kiểm tra mối hàng nè, nó chỉ có một lớp bụi nè cả nhà, và mình gõ nhẹ là cả nhà thấy mối hàng nó rất là sáng không, cực kỳ là sáng và cực kỳ là ok luôn nha cả nhà, khá là ok ha, không cần một chút xíu tay nghề luôn, hàng trên sắt dày độ ngấu cực kỳ là cao. Rồi và bây giờ nếu mà hàng trên sắt dày thật sự rất là dễ rồi, cả nhà mình cùng em hàng trên hai miếng sắt hợp mỏng và sau đó em Thường sẽ hàng đối đầu luôn, xem thử cái độ dễ hàng của máy như thế nào nha cả nhà. Rồi bây giờ em hàng trên hai miếng sắt hợp mỏng ha. Đây rồi em sẽ đeo khẩu trang nha cả nhà. Rồi đây hai miếng sắt này đi ha, xem thử là có dễ hàng hay không nha cả nhà nha. Em đeo kính nè. Đây hàng trên sắt mỏng thì cả nhà mình giảm cái nút độ ngấu xuống cho em là số 0 nha cả nhà nha, và cái nút ampe thì tùy theo sắt mỏng cả nhà mình có thể giảm cho em tùy nha, dưới 100 là ok nha cả nhà. Em sẽ đính trước nè. Thật sự là rất là dễ hàng nha cả nhà nha. Cả nhà mình hàng những cái đồ hộp mỏng là siêu dễ và không cần một chút xíu tay nghề gì luôn ha cả nhà. Đây chúng em kiểm tra mối hàng này cả nhà. Đây nó chỉ có một lớp bụi thôi, và bây giờ cả nhà mình gõ nhẹ nè, gõ tới đâu là mối hàng ok tới đó nha cả
nhà nha. Cả nhà mình thấy mối hàng rất là sáng không và rất là ok nha. Em hàng thử cái mặt bên này xem như thế nào ha. Cả nhà mình xem này, em mượn hàng một đường rất là dài nha. Và mình hàng tới đâu là mối hàng nó ok tới đó nha cả nhà. Em gõ nhẹ cả nhà mình thấy mối hàng không? Wow, rất là ok nha. Cái đường hàng thực sự là không cần một chút xíu tay nghề gì luôn. Cả nhà mình có thể tự do hàng thoải mái mà nó sẽ áp sát cái vật liệu hàng như thế này nè. Mấy anh nhiều khi không cần phải mài luôn á nha cả nhà. Khá là ok. Khá là ok nha cả nhà nha. Đó rất là sáng ha cả nhà, cực kỳ là ok, áp sát vật liệu hàng, siêu dễ hàng luôn. Và cả nhà mình hàng mít là không cần một chút xíu tay nghề. Và bây giờ cả nhà mình cùng em hàng đối đầu xem thử có ok không nha. Xem cái đường hàng như thế nào nha cả nhà. Đây ha, em sẽ hàng đối đầu hai miếng sắt hộp luôn. Thì khi hàng đối đầu thì cả nhà mình giảm nhỏ cái ampe xuống lại giùm em ha. Em sẽ hàng thử nè. Đầu tiên là mình cũng sẽ đính trước đi ha cả nhà. Rồi ok, em sẽ bắt đầu hàng nha. Mình biết là phiên bản này thật sự là mình hàng đồ mỏng, hàng tôn này kia là không lũng và không có cần tay nghề nha cả nhà nha. Siêu dễ hàng luôn. Cả nhà mình xem mối hàng khi em hường hàng đối đầu. Hàng đối đầu mà là hàng kéo nha cả nhà. Em không có chấm bon nha. Thật sự rất là khó. Nếu mà những dòng máy thông thường khác thì em sẽ không có làm được nha cả nhà. Nhưng riêng phiên bản này thật sự rất là dễ hàng. Cả nhà mình xem cái mối hàng nè. Đó. Rất là ok nha cả nhà. Rất là sáng luôn mà thật sự nó khá là ok. Mối hàng rất là đẹp. Trong khi đó em không phải là thợ hàng. Cả nhà mình có thể nhìn mối hàng này và cho em được mấy điểm ạ. Cả nhà mình đừng quên là đăng ký kênh. Cho em xin một lượt like, đăng ký và chia sẻ, comment giùm em nha. Chứ hàng đối đầu thì thật sự rất là khó. Nhưng mà em đã kéo một đường hết cả cái cây sắt này luôn nha cả nhà. Rất là dễ hàng nha cả nhà nha. Siêu dễ hàng luôn. Thật sự là không có cần tay nghề. Phiên bản đời mới nâng cấp của Kobe là cả nhà mình hàng tự do thoải mái luôn. Còn cái cây này là cây inox này cả nhà. Em thử hàng trên inox xem như thế nào ha. Inox là mình sẽ dùng nam châm hết là không có dính này. Còn đây sắt nha cả nhà. Rồi em hàng thử trên cái inox ha, xem có ok hay không nha cả nhà. Rồi hàng được inox hay không nha cả nhà nha. Phiên bản này thì có thể là sẽ đây cả nhà mình xem nè. Hàng inox là mình hàng được luôn nha cả nhà nha. Và em cũng gõ nhẹ cái mối hàng này ra nè cả nhà. Nói chung là hàng inox là nếu mà cần cái mức độ mà dính đó thì thật sự là nó sẽ hàng được luôn nha cả nhà. Nó sẽ rất là dính ha. Nói chung là nhiều khi cả nhà mình là hàng trong nhà có những cái vật dụng inox này kia thì mình sử dụng cái máy này mình xài cũng khá là ok nha cả nhà. Rồi em xin báo giá luôn, cái phiên bản này hiện tại giá bên em đang giảm cực kỳ là mềm, là chỉ còn 2.790.000 là em bao ship tới nơi. Giao tới nơi cả nhà mình được kiểm tra máy, test thử máy, ok máy thanh toán nha. Full phụ kiện là em tặng cho cả nhà mình rất là nhiều phụ kiện. Trong đây nó sẽ bao gồm là hai cuộn hàng mít, mỗi cuộn là 1 kg, tổng là 2 kg dây.
kính bao tay cây gốc là em tặng đầy đủ hết và chỉ có 2.790.000 thôi, và tặng kèm full phụ kiện nha cả nhà nha, bảo hành 2 năm, giao tới nơi thì mình được kiểm tra máy, test thử máy thoải mái nha, ok thì mới trả tiền và đặc biệt không cần cọc gì hết. Và phiên bản này nếu mà cả nhà mình muốn chuyển sang Hàn Quốc thì cả nhà mình sẽ bấm vô cái nút này nè, chuyển sang cái chế độ MMA, sau đó cả nhà mình tăng 2 nút hết cỡ lên giùm em. Rồi cái sợi dây kìm cả nhà mình sẽ gắn vào cái cọc cộng giùm em nha. À cái cọc trừ, em xin lỗi nha. Cọc trừ, cọc cộng đều được hết. Hàng que thì cả nhà mình gắn cọc nào cũng được. Và bây giờ em sẽ test thử trên que hàng này cả nhà. Đây là que. Trời ơi, phòng tay luôn rồi, quên. Cái cây sắt này đang còn nóng. Thì cả nhà, còn một miếng này nè cả nhà, thật sự luôn, quên mất lại, mới vừa hàng xong à, thật là sơ suất quá đi. Rồi cái này là que 2.5 ly nè, que 3.2 ly và que này là que 4 ly nè, em sẽ test thử trên cái cây que 4 ly xem như thế nào nha cả nhà nha. Đó, hàng trên cây que 4 ly nha cả nhà. Wow, cả nhà mình thấy là bắt mắt cũng khá là ok ha. Bắt mắt cực kỳ là gọi là cũng rất là ngọt nha cả nhà mình nha. Và em hàng kéo liên tục trên que 4 ly nè. Đó cả nhà mình thấy không? Rất là khỏe nha. Siêu khỏe luôn, cho nên hàng mất hàng que cả nhà mình hàng được thoải mái hết, cho nên mấy anh đi công trình là gọi là siêu khỏe nha cả nhà. Đây cái mối hàng nè. Tại em không có nhìn nên cho nên hàng nó hơi méo một chút, nhưng mà cái mối hàng cũng khá ok nha cả nhà. Ngấu xa sâu vào cái vật liệu hàng, vào cái sắt này dày tầm khoảng 5 ly. Rồi, em cũng test thử và hướng dẫn cho cả nhà mình cách chuyển đổi sang hàng que ha. Và bảo hành 2 năm, em giao tới nơi thì cả nhà mình được kiểm tra máy, test thử máy thoải mái nha. Ok, mới trả tiền cho em Hường à, và không cần cọc gì hết nha cả nhà. Và em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành hết thời gian theo dõi cái video của em. Và em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Em xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là nhiều niềm vui nha. Nếu mà cả nhà mình quan tâm mẫu máy nào có thể gọi điện cho em những cái số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn ngay nha cả nhà, có thể ủng hộ em ha. Em cảm ơn nhiều nha. Xin chào cả nhà.